mọi người muốn hay hơn nữa thì mọi người có thể đầu tư những con to như thế này của Dune, là nó có tích hợp cả nguyên một con DAC ở trong cái đầu này luôn. Lúc đó nó sẽ lọc luôn nguồn nhạc cho mọi người, chẳng hạn kể cả mọi người nghe nhạc online hay là làm hay là từ bất cứ nguồn rời nào đó thì nó đều qua con DAC này, thì chất lượng âm thanh nó sẽ nâng lên một bậc tầm mới. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Địa Audio. Mình là Khánh. Thì hôm nay mình sẽ có một cái đề tài muốn cùng chia sẻ và cùng thảo luận với mọi người. Đó là cái đề tài là có nên sử dụng đầu karaoke cho cái bộ dàn của mình hay không, và nếu mà sử dụng thì nên sử dụng cái loại đầu nào cho phù hợp với nhu cầu. Rồi, đầu tiên là định nghĩa về đầu karaoke. Thì đầu karaoke là gì? Đầu karaoke tức là một cái thiết bị phát mà dành để chứa nhạc karaoke trong đó thôi. Ngày xưa thì người tiêu dùng Việt Nam chắc là cũng quá quen với các đầu karaoke, các dòng Arirang nè, Agnos Sonka nè, rồi đầu Sumo nè, những cái đầu mà nghe đĩa mà mua bằng đĩa rồi mua vôn á, rồi cứ mỗi lần có vôn mới rồi mọi người rải ra cửa hàng mọi người mua đĩa mới á, thì đó là những cái dòng đầu karaoke ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì với công nghệ hiện đại bây giờ thì bỏ hết rồi. Bây giờ công nghệ mới, bây giờ đầu karaoke là họ chạy bằng ổ cứng, rồi họ chạy bằng các bài hát trên online hết rồi. Thế thì giờ mọi người đã nắm được cái đầu karaoke là gì rồi ha. Vậy thì xài đầu karaoke thì mọi người sẽ được gì, trong khi mà hiện tại nay thì mọi người đã thấy rồi, tivi thông minh thì đã quá phổ biến rồi. Rồi karaoke thì hầu hết mọi người chúng ta đều hát YouTube, bởi vì cái đấy thì gọi là một nguồn nhạc free, không tốn tiền mà lại rất là nhiều bài hát. Thế thì mọi người có cần thiết để đầu tư cái đầu karaoke này không? Mà đầu tư, nếu mà đầu tư thì sẽ được những gì? Đầu tiên nha, là mọi người sẽ có khoảng 30.000 bài hát offline. Đây là mình đang dựa trên cái ổ cứng 4T á. À, thì hiện tại bây giờ là các đầu karaoke mà có ổ cứng hiện tại á, là tối thiểu phải là 4T để chứa tầm khoảng 30.000 bài hát. Đó. Thì cái dữ liệu đó, 30.000 bài đó là dữ liệu cứng offline trong kiểu cứng luôn. Thì ví dụ như mọi người có bị rớt mạng hoặc là có vấn đề gì đó thì mình vẫn sử dụng được, vẫn có thể xài karaoke được ha. Ngoài ra cái chất lượng nguồn nhạc trong cái đầu này á, nó đã được đảm bảo rồi. Tức là nó đã được kiểm soát qua cái nhà hãng, ví dụ như đầu Vietka đi, đầu Okara đi, thì họ sẽ được các hãng như Vietka, Okara kiểm soát chất lượng nguồn nhạc của họ. Hoặc là những cái dòng đầu thông minh thì xài Smart Karaoke Remote Pro á, thì sẽ đã được cái nhà hãng kiểm soát chất lượng của cái bài hát rồi, nên mình yên tâm, mình không có phải lo lắng nữa. Ngoài ra nữa, với những dòng đầu đặc biệt thì chất lượng bài hát rồi cái chất lượng nguồn nhạc ra nó sẽ, chẳng hạn như mọi người cùng hát trên YouTube đi, thì chất lượng nguồn nhạc ra khi mọi người hát trực tiếp trên TV và mọi người hát qua cái đầu karaoke thì chất lượng phát trên cái đầu karaoke nó sẽ cao hơn. Đặc biệt hơn nữa là có những dòng đầu nó còn tích hợp cả DAC trong đó nữa, thì chất lượng ra nó còn cao nữa. Đó. Và là thêm một ý nữa mình muốn nói là khi hát karaoke bằng đầu karaoke thì sẽ, đặc biệt là kể cả hát trên YouTube luôn, thì mọi người sẽ không bị quảng cáo ha. Đó, thì đó là những cái lợi thế khi mình đầu tư một cái bộ dàn, một cái đầu karaoke như thế này. Rồi, vậy thì có mấy cái dạng đầu karaoke trên thị trường hiện nay, thì theo mình thì mình sẽ chia làm hai loại thôi. Một loại là những đầu karaoke thường như thế này, và một loại thứ hai là loại đầu karaoke thông minh. Cái loại đầu karaoke thường là đầu mà chỉ dành riêng cho cái nhiệm vụ là phát bài nhạc karaoke thôi. Và thường những quán karaoke họ sẽ xài những cái đầu như thế này, kết hợp thêm một cái màn chạm như thế này nữa để chọn bài hát. Đó. Thì nhiệm vụ duy nhất của nó là phát nhạc karaoke thôi. Nó không làm được gì khác ngoài việc phát karaoke. Đó. Những cái thương hiệu đại diện cho những dòng này á, thường trên thị trường thì mọi người thấy đó là Vietka này, Okara này, Vietka TV này. Đó, thì những thương hiệu đó là họ làm karaoke, cái đầu karaoke này rất là lâu đời rồi, cũng khá nổi tiếng thị trường. Rồi, thứ hai nữa là đầu karaoke thông minh. Thì đầu karaoke thông minh là gì? Đầu karaoke thông minh tức là một cái đầu sử dụng như một cục Android box á, nó chạy để điều hành Android. Do đó mình có thể cài được tất cả các ứng dụng mà chạy trên nền tảng Android, như là Smart Karaoke nè, rồi chạy Netflix nè, rồi chạy Amazon TV nè, và những cái phần mềm xem phim hay là nghe nhạc khác mình thích thì mình cài đó. Ví dụ như mình ví dụ một cái đầu như cái đầu mình đang có ở đây là cái đầu Dune đi ha. Vì là đầu Dune này thật ra ngày xưa nó là đầu chuyên xem phim, nên cái chất lượng âm thanh và chất lượng hình ảnh của phát ra trên cái đầu này, chất lượng sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái đồng đầu truyền thống như thế này, với những đầu karaoke như thế này.
Nên là khi một khi tích hợp được karaoke vô rồi thì chất lượng âm thanh, chất lượng bài hát ra cũng là cao hơn cái dòng những cái dòng dòng đầu karaoke truyền thống như vậy. Mọi người muốn hay hơn nữa thì mọi người có thể đầu tư những con to như thế này của Dun, là nó có tích hợp cả nguyên một con DAC ở trong cái đầu này luôn. Lúc đó nó sẽ lọc luôn nguồn nhạc cho mọi người. Chẳng hạn kể cả mọi người nghe nhạc online hay là từ bất cứ nguồn rời nào đó thì nó đều qua con DAC này, thì chất lượng âm thanh nó sẽ nâng lên một bậc tầm mới. Vì nó là đầu xem phim, nên chẳng hạn như mọi người có dữ liệu phim hoặc là mọi người coi phim online này kia thì nó vẫn ra hiệu ứng bình thường luôn. Thường khách mình bên mình á hay mua một cái sound bar, đặc biệt là mấy con sound bar như là JBL 9.1 nè, rồi Bose sound bar 700 nè, 900 nè. Về xong người hỏi làm sao mà sao anh coi phim hoặc là sao nó không ra hiệu ứng. Vì thực tế là mọi người xem phim mà trên TV trở xuống, xem TV xuống á, mọi người không có cái đầu này thì cho dù loa của mọi người là loa 7.1 nhưng nguồn phát không ra được 7.1 thì nó cũng không ra được hiệu ứng. Thì bắt buộc hầu hết là nó phải qua những cái đầu phát như thế này thì nó mới ra được hiệu ứng đó. Đó, thì đó là lợi thế của những cái đồng đầu như thế này. Vừa karaoke được ha, vừa xem phim, nghe nhạc tốt luôn. Bởi vì chất lượng âm thanh ra quá tốt mà, nên là nó có nhiều tính năng trong đó. Nên là mình có thể, đây là coi như là một thiết bị all in one, một cái đầu phát all in one cho mọi người, để sử dụng vừa karaoke, vừa xem phim và vừa nghe nhạc luôn. Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là có nên đầu tư một cái đầu karaoke cho cái bộ dàn của mình hay không? Thì cái này sẽ tùy thuộc vào mọi người ha. Bởi vì là thật ra cái giá thành của đầu karaoke này nó không có rẻ. Chẳng hạn như một cái đầu thông thường như thế này thì giá nó cũng phải từ 9 đến 10 triệu rồi. Còn những cái đầu thông minh như vậy của Dun thì giá nó thấp nhất nó cũng phải tầm 17 triệu 9 đến 18 triệu một cái đầu rồi. Thì đây là thật ra là cũng một khoản đầu tư khá lớn chứ cũng không rẻ mọi người ơi. Thì đây là thứ hai nữa, là nếu mà mọi người mà muốn cái trải nghiệm cái chất âm mà nó tốt hơn, cái đầu vào mọi người muốn nâng cấp cái nguồn đầu vào cho mọi mình á, thì mọi người hãy đầu tư ha. Chứ còn thật ra đây cũng một khoản đầu tư khá lớn. Thêm một ý này nữa, mình muốn nói thêm một ý này nữa là nếu mà mọi người muốn cái chọn bài hát qua điện thoại mà trên YouTube á, thì thật ra là TV thông minh bây giờ nó ấy là nó làm được rồi. Chứ mọi người không cần phải mua những cái cục Android box để mình làm chuyện đó đâu ha. TV thông minh với điện thoại giờ nó thông minh lắm rồi, nên là chọn bài qua điện thoại nó y như một cái đầu karaoke thôi, không khác gì hết trơn hết. Đó, nên là chọn bài qua điện thoại rồi mình chọn nhiều bài một lúc cũng được, chọn nhiều bài nó sẽ xếp hàng lại cho mình luôn. Chứ nó y như là chọn bài trên karaoke thôi, không khác hết. Mắc cái là nó quảng cáo thôi. Còn nếu mà TV của mọi người mà chưa phải là TV thông minh, mà mọi người muốn nâng cấp lên TV thông minh á, thì mình có một cái giải pháp nho nhỏ cho mọi người, là một cái cục như thế này của Google, rất là nổi tiếng, cục Chromecast. Thì mọi người xài cục như thế này nó tầm 1 triệu 6 thôi, thì mọi người sẽ biến TV bình thường thành TV thông minh luôn. Lúc đó thì mà cái cục này xịn lắm nha, cục này cái remote của nó điều khiển bằng giọng nói khá là chuẩn á, vì nó xài cái Google Assistant á, nói chung là khá là xịn sò. Nhưng mà chỉ tầm 1 triệu 6 thôi, lúc đó là mọi người đã xài online như cả như YouTube, Netflix này kia là rất là ngon lành rồi. Thì đó là những cái giải pháp dành cho những khách hàng nào muốn không muốn đầu tư, mình muốn tiết kiệm chi phí xíu, thì mọi người xài những cái cục như thế này được rồi. Mọi người đừng mua cái bóc TV Android mà nó bán tràn lan thị trường á, thì thật ra cái đấy chất lượng nó khó kiểm chứng lắm. Đó, mọi người cứ mua của thương hiệu nổi tiếng, Google là quá thương hiệu quá nổi tiếng rồi, mọi người có thể an tâm khi sử dụng nó rồi. Còn nếu mọi người thắc mắc gì về cục này thì mọi người cứ comment phía dưới mình sẽ giải đáp cho ha. Vừa rồi là một vài chia sẻ của mình về đầu karaoke. Thì theo mọi người thì có nên đầu tư đầu karaoke cho bộ dàn của mình không? Comment cho mình biết ý kiến của mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.